cứ điểm Làng Vây nằm trên địa bàn xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây từng là cứ điểm tiền tiêu, là bàn đạp chiến lược để quân và dân ta làm nên chiến thắng Khe Sanh đường 9 lừng lẫy. Nơi đây từng diễn ra những trận đánh ác liệt với mưa bom, bão đạn. Sau hơn 50 năm giải phóng, trên chính những vết thương chằng chịt của chiến tranh, Làng Vây nói riêng và huyện miền núi Hướng Hóa nói chung đang hồi sinh từng ngày, như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người và vùng đất anh hùng. Để có những chiếc xe tăng này xuất hiện tại cứ điểm Làng Vây, đồng bào Vân Kiều, Paco ở vùng cao Hướng Hóa đã góp công, góp sức, đổ mồ hôi và xương máu. Chỉ với những chiếc gùi thô sơ và những cây đòn khiêng, đồng bào nơi đây đã tiếp lương thực, tải đạn, đưa hàng trăm mắt xích xe tăng phục vụ chiến trường, góp phần cùng bộ đội ta làm nên chiến thắng Làng Vây. Trải qua hơn 50 năm giải phóng, người dân Làng Vây và huyện miền núi Hướng Hóa đã chung lưng đấu cật xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Ban đầu là vào đây là đất rừng núi, hầm khi mình vào là mình phải khai hoang, làm ra cái trang trại đấy thì không có là héo, gà siêu đại, vịt đại, cũng như các cái đa dạng. Trồng thu trong một năm từ chi phí rồi là có gì cống cán các thứ, còn cái lợi nhuận lại là có khoảng trong vòng 1 tỷ đô la. Huyện miền núi Hướng Hóa hiện đang phát triển về mọi mặt, kinh tế tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên. Tiếp tục là thực hiện khai thác cái tiềm năng thế mạnh của huyện, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy cái thương mại dịch vụ phát triển của trên địa bàn, giao thương qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo như hiện nay cũng như trên tuyến quốc lộ 9. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, huyện Hướng Hóa luôn giữ vững tình nghĩa gắn bó keo sơn với anh em các bộ tộc Lào. Nhờ đó mà huyện vùng cao Hướng Hóa, Khe Sanh từng ngày thay da đổi thịt, đặc biệt là hai đô thị Lao Bảo và Khe Sanh đang trở thành điểm sáng và điểm đầu trên trục hành lang kinh tế Đông Tây.